Thì ngày hôm nay Huyền quay lại và mang đến cho các bạn thêm một sự lựa chọn về laptop giá rẻ. Nhưng tuy nó giá rẻ nhưng mà cái cấu hình của máy không hề thấp đâu nhé. Máy có thể đáp ứng tốt những công việc hiện tại mà các bạn đang cần nè, và có thể chiến tốt một số tựa game đình đám hiện nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nhân Laptop Bảo Hành Trọn Đời. Thì hiện tại dịch bệnh đang diễn biến khá là phức tạp. Một số địa phương hiện nay thì đang bị giãn cách xã hội nè. Chính vì thế mình thấy một chiếc laptop ngay bây giờ cũng khá là cần thiết, vì mọi người cần để làm việc nè, cần học tập online nè. Vì dịch bệnh nên là mọi người hạn chế ra đường nữa, thì chiếc laptop có thể vừa đáp ứng công việc làm việc của mình nè, vừa đáp ứng được giải trí nữa. Thì ngày hôm nay Huyền quay lại và mang đến cho các bạn thêm một sự lựa chọn về laptop giá rẻ. Nhưng tuy nó giá rẻ nhưng mà cái cấu hình của máy không hề thấp đâu nhé. Máy có thể đáp ứng tốt những công việc hiện tại mà các bạn đang cần nè, và có thể chiến tốt một số tựa game đình đám hiện nay. Chiếc HP ProBook 6570B sở hữu cấu hình Core i5 chip 3210M, RAM 4GB, ổ cứng SSD 128GB và màn hình 15.6 inch. Hiện thì chiếc máy này được bán với giá là 5 triệu 500 ngàn đồng. Và ngay bây giờ là những trải nghiệm trực tiếp của Huyền trên chiếc máy này nhé. Thì vừa rồi Huyền đã test những tựa game đình đám hiện nay và những công việc hàng ngày của Huyền trên chiếc máy HP ProBook này. Thì theo mình đánh giá thì chiếc HP ProBook 6570B này cũng đáng cho các bạn lựa chọn. Và với thiết kế y chang của dòng HP 8570B thì chiếc 8560B cũng có thiết kế và ngoại hình y chang chiếc 8570B, nhưng cấu hình của nó thấp hơn một đời so với 8570B. Và chiếc máy này có cấu hình là Core i5 chip 2520M, RAM 4GB và ổ cứng SSD 128 và màn hình cũng là 15.6 inch. Thì chiếc máy này thấp hơn chiếc 8570B một tí xíu. Giá của nó được bán với giá là 5 triệu 200 ngàn đồng. Nếu các bạn muốn biết rõ hơn về thiết kế hoặc là các bạn muốn xem chi tiết về ngoại hình của hai chiếc máy này thì các bạn hãy inbox ngay cho Huyền để Huyền có thể quay trực tiếp hai chiếc máy này cho các bạn xem nhé. Còn clip của Huyền đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.